Chỉ với khoảng mấy chục ngôi mộ được xây cất đàng hoàng, sau nghĩa trang thai nhi ở đồi Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, hiện đang là nơi yên nghỉ của 60.000 hài nhi xấu số bị bố mẹ tước đoạt quyền sống khi chưa kịp chào đời. Ở nơi chất chứa đau thương ấy, khoảng chục người trong làng đã cùng nhau thành lập đội bảo vệ sự sống. Gần chục năm nay, họ thầm lặng làm công việc rửa giấy, nâng niu những sinh linh bé nhỏ ở khắp các nơi được mang về đây, giúp các em có được nắm mồ yên ổn để không phải chịu cảnh bị hắt hủi, quăng quật nơi thùng rác bệnh viện. Hằng ngày, cứ khoảng 4-5 giờ chiều, những thành viên sẽ bớt chút thời gian đến nghĩa trang làm công tác mai táng cho các thai nhi xấu số. Là một thành viên có mặt trong đội từ những ngày đầu thành lập, cô Nguyễn Thị Chính chia sẻ: từ ngày bắt đầu công việc này, cô Chính từng gặp không ít cặp bố mẹ mang con đến đây chôn. Đa phần những người này đều rất trẻ, họ trót dại có thai nhưng không biết, hoặc biết nhưng giấu giếm người thân vì không biết giải quyết thế nào. Đến khi cái thai to quá thì lộ ra, mọi người trong gia đình mới biết và họ chọn cách phá bỏ. Một số trường hợp để thai to quá, họ còn dùng thuốc tiêm để đẩy cái thai ra ngoài. Do vậy, một số bé khi mang đến vẫn còn thở, thế nhưng chỉ vài tiếng sau là chết. Nhận thức được tội lỗi của mình nên khi đến đây họ đều khóc. Chôn cất xong là họ cũng lặng lẽ đi luôn, chứ ít khi quay lại. Mang theo nỗi ám ảnh bởi những hình ảnh đau thương ấy, đôi khi cô lại thầm trách những người bố, người mẹ thiếu trách nhiệm, nỡ tước đoạt những mạng sống nhỏ nhoi ngay khi chúng chưa một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nói về công lao của những người bảo vệ sự sống nơi nghĩa trang thai nhi này, không thể không nhắc tới công lao của bác Nguyễn Thị Nhiệm. Người phụ nữ đầu tiên thấy xác hài nhi mang về chôn cất tại đây chính là bác. Trong một lần đi chợ, bác lặng người khi thấy một thai nhi bị người ta vứt bỏ nằm chơ vơ nơi góc chợ. Cảm giác đau xót tột độ bỗng dâng lên trong lòng, đôi chân bác run rẩy đến gần cái xác. Kỳ lạ ở chỗ, bình thường nhìn thấy máu là bác sợ, nhưng khi bước tới trước mặt sinh linh bé đó, bác trở nên mạnh dạn lạ thường. Mặc cho ánh mắt tò mò đang nhìn mình xung quanh, bác nhẹ nhàng gói ghém em bé đó vào một chiếc túi ni lông rồi mang về nhà chôn cất. Từ cái ngày định mệnh đó đến nay đã 10 năm, người phụ nữ này vẫn thầm lặng làm công việc mai táng cho những thai nhi bị bố mẹ tước đi quyền sống. Bác bảo các bé tuy còn nhỏ nhưng thiêng lắm. Từ ngày làm công việc này, bác được rất nhiều bé báo mộng. Gần đây nhất, bác mới đón nhận một cháu về mai táng. Đêm hôm trước, tôi nằm mơ có ca sinh ngược, linh cảm lạ nên 9 giờ sáng hôm sau tôi vội tới nghĩa trang. Đến đây thì đã thấy có người mang một cháu đến rồi. Hóa ra cháu về báo mộng giúp tôi. Cũng có đêm, bác Nhiệm nằm mơ, lại có bé báo mộng bảo: bà ơi, đừng dẫm vào cháu. Hóa ra vẫn còn bé còn bị dính lại trong chậu máu. Đến nay, nghĩa trang Đồi Cốc đang là nơi yên nghỉ của 60.000 hài nhi. Phần lớn các bé đều được chính tay bác Nhiệm chôn cất. Nhờ có tâm nên từ ngày làm công việc này, bác chưa từng một lần ốm đau. Bác bảo nếu may mắn sống thọ đến 70-80 tuổi, dù phải bò thì hằng ngày tôi cũng phải ra đây với các cháu. Chỉ trừ khi già đến nỗi chân tay run rẩy, không thể gói hay mặc quần áo cho chúng, thì tôi mới nguyện giao lại công việc cho con cái. Chúng tôi về giáo xứ Ngưỡng Nhân, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vào một buổi sáng đầu xuân Bính Thân. Nụ cười nồng hậu, ấm áp của linh mục Lê Thành Tâm và những cái bắt tay thật chặt của các hội viên hội bảo vệ sự sống khiến cái giá rét như ngưng động ngoài cửa sổ phòng khách. Cha Tâm chia sẻ cuộc hành trình đi nhặt hơn 14.000 thai nhi bị nạo bỏ bằng một câu chuyện khá rùng rợn, ám ảnh. Cha kể, vào một buổi sáng sớm cuối năm 2009, bà Đông, người dân giáo xứ Ngưỡng Nhân, đang gánh rau đi chợ bán thì nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của một bé gái: cứu cháu với bà ơi, cháu lạnh quá. Bà Đông dừng bước ngó quanh, bốn bề tĩnh lặng không một bóng người, chỉ thấy sương giăng mù mịt và gió mùa đông hun hút thổi dọc triền đê. Bước đi vài bước, tiếng gọi lại cất lên,
lần này nghe tha thiết hơn. Cứu cháu với bà ơi, cháu rét quá, cháu bị ném xuống sông mấy hôm nay rồi. Bà Đông buông vội đôi quan gánh, căng mắt nhìn xuống dòng sông lạnh ngắt. Chợt bà nhìn thấy một cái túi ni lông màu đen trôi phập phờ dạt vào mép nước. Bà chạy xuống vớt túi lên. Một thứ mùi khó chịu bốc lên khiến bà buồn nôn. Tay run run lần mở nút túi, bà bỗng giật nảy mình. Một bé gái chừng 7 tháng tuổi, xác trương phình bắt đầu thối rữa. Bà ứa nước mắt nói: "Khổ thân cháu quá cháu ơi. Bố mẹ cháu là ai mà lại nỡ giết bỏ cháu thế này. Thôi, để bà đưa cháu về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho cháu rồi chôn cất cháu cho tử tế nhé." Nói đoạn, bà gạt nước mắt, ôm bọc hài nhi về, sai chồng con đun nước thơm, đích thân bà tắm rửa cho bé, lấy vải xô quấn lại, đặt vào trong chiếc hòm gỗ, mang ra đồng chôn. Đêm đó, bà không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đứa bé gái đã đủ hình hài, bị ném trôi sông xác trương phình, lại hiện lên khiến bà thổn thức xót xa. Nhà bà cũng gần một cơ sở nạo phá thai tư nhân. Ngày ngày bà vẫn thấy nhiều đứa trẻ đưa nhau vào đây nạo phá thai. Khi nạo hút xong, bác sĩ thường vứt các mẫu thai nhi bị cắt rời xuống ao, bờ tre, gốc chuối, thậm chí vứt trôi sông. Bà thấy tội lỗi quá. Đêm đó bà phát tâm, nguyện sẽ đi xin những thai nhi bị vứt bỏ về chôn cất. Điều bất ngờ là khi nói tâm nguyện ấy với chồng con, cả gia đình bà ai cũng ủng hộ. Hơn thế còn tích cực tham gia. Thế là ngày ngày, bà Đông, anh Đỗ Quang Hà, con trai bà cùng vợ, thay phiên nhau đến bệnh viện huyện Giao Thủy, các trung tâm y tế, các phòng nạo phá thai tư nhân để xin các thai nhi. Anh Đỗ Quang Hà, con trai bà Đông, kể lại câu chuyện lạnh người. Thu nhập chừng 2 tháng, số lượng thai nhi mà gia đình anh Hà gom được đã lên đến vài trăm xác. Từ bấy, nhà anh bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. Phụ nữ đến nhà anh chơi, nhất là phụ nữ đang mang thai, khi trở về nhà đều kêu nhức đầu đau bụng. Thậm chí có người còn kêu bị ma hành. Có đêm, 6 đứa con nhà anh Hà đang ngồi xem tivi, bỗng dưng chúng kêu toáng lên: "Bố ơi, nhà mình đầy ắp trẻ con." Các em ngồi kín dưới sàn nhà, trèo cả lên giường. Các em cứ che màn hình tivi, không cho chúng con xem. Anh Hà phải thắp hương khấn. Sau này, anh Hà bèn thưa chuyện với linh mục Lê Thành Tâm. Nghe xong, cha Tâm ứa nước mắt, quyết định chuyển tủ đông lạnh chứa các thai nhi từ nhà anh Hà về căn phòng nhỏ ngay bên cạnh nhà thờ. Hằng ngày, đích thân cha xuống gian thờ thắp hương, cắm hoa, đọc kinh nguyện cầu cho các bé. Cha tâm sự, các bé chưa sinh ra đã chịu một thiệt thòi quá lớn. Đó là không được sống làm người, chết cũng không có được tình thương của cha mẹ. Chính vì vậy, tôi mở phòng thờ thai nhi này với hy vọng có thể bù đắp được phần nào đó để các bé an nghỉ. Cha Tâm kể, một lần cha thỉnh mời một số linh mục ở các giáo xứ khác về giao nhân để tổ chức thánh lễ, gọi là lễ cầu siêu cho các bé, hóa giải những hờn oán khi tình mẫu tử thiêng liêng bị chà đạp. Hôm ấy buổi chiều, trời đang nắng chang chang, mây trắng bay ngập trời. Thế mà cha vừa mới thắp hương, bỗng đâu giông gió nổi ầm ầm, sấm chớp đùng đoàn, mây đen kịt kéo tứ bề. Gió cuốn bụi mịt mù, thổi tắt hết đèn nến, thổi bay cả hoa và các lễ vật. Các cha và hàng ngàn dân giáo xứ chạy tán loạn. Cha Tâm vội quỳ xuống chắp tay, ngửa mặt lên trời than: "Cha vất vả làm đại lễ này là để cầu nguyện cho các con được siêu thoát về với Chúa. Vậy mà các con không thương cha. Nếu các con còn phá đám, ta sẽ để mặc các con không bao giờ làm lễ cho các con nữa." Lời than vừa dứt, gió lốc ngừng thổi, mây đen tan, trời lại chang chang nắng. Ai chứng kiến cảnh đó cũng thấy lạnh toát sống lưng, sởn da gà, cảm nhận rất rõ sự linh thiêng của các vong hồn thai nhi. Trên con đường quốc lộ 1A Bắc Nam, đèo Hải Vân, Huế, Đà Nẵng luôn được biết đến với sự hiểm nguy cách trở. Nhưng gần 10 năm nay, thỉnh thoảng lại bắt gặp một nhóm người đi đường dừng lại vội vã thắp đôi nén hương cho những ngôi mộ hoang phế hai bên đèo. Bên trong mộ phần ấy, phần lớn là những sinh linh bé bỏng vừa chào đời, bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi
rồi được dân buôn bán, người địa phương và du khách chôn cất thờ cúng. Chỉ tính hai bên đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc đã có hàng chục nấm mộ hoang, chúng mọc lên ngày một dày. Hầu hết những ngôi mộ này không đề tên tuổi, không quê quán, không xác định thời gian chôn cất vì còn quá nhỏ. Nói cách khác, vẻ ngoài của những ngôi mộ cho thấy sự sơ sài, vội vã mà những người không ruột thịt xây cất lên. Tuy nhiên, với bà Thân Thị Cúc, 50 tuổi, ngủ dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, việc xây cất chăm sóc nhà cho những sinh linh xấu số lại được bà xem như công việc hàng ngày của mình. Cứ tờ mờ sáng, bà Cúc lại chở hàng từ nhà lên đến quán nước dựng giữa đèo để buôn bán. Bà đều đặn dừng xe trước những ngôi mộ để quét dọn, hương khói. Bà Cúc cho biết, sở dĩ mộ được xây hoặc đắp rất nhỏ vì nơi an nghỉ dành cho những hài nhi xấu số. Có hơn 10 năm lấy quãng đèo nguy hiểm Hải Vân làm nơi sinh sống, bà Cúc chưa bao giờ quên buổi sáng tinh mơ ngày 10 tháng 10 năm 2005. Như thường lệ, xe bà Cúc rì rì chở máy két nước ngọt lên đèo, đột nhiên bị thủng sâm phải dừng lại. Trong lúc điện thoại chờ chồng mang đồ nghề lên vá, bà bước qua lan can vào bên trong lề đèo cho an toàn. Vừa định ngồi nghỉ, bà phát hiện dưới chân mình có một túi ni lông màu đen được buộc rất cẩn thận. Tò mò mở ra, bà Cúc giật nảy người. Bên trong, một hài nhi bị kiến bu đen xì nhưng vẫn còn thở thoi thóp, mắt trừng trừng nhìn tôi. Cố gắng trấn tĩnh, tôi phủi kiến, bế đứa bé lên mà nựng. Ba mẹ bỏ rơi con, bà đến cứu đây. Nhưng ngay sau lời ấy, đứa bé ọ ẹ vài tiếng đáp lại rồi qua đời. Bà Cúc chua xót nhớ lại. Biết đứa trẻ đã chết vì không chịu được đói khát và cái lạnh như cắt trên lưng chừng đèo, nên khi chồng đến nơi, bà quyết định đưa về gần quán chôn cất cho tiện bề trông coi hương khói. Tuy nhiên, chồng bà Cúc ngăn lại. Theo ông, cứ chôn tại nơi phát hiện để dễ nhận biết. Do đó, nấm mộ nhỏ được cất lên ngay bên cạnh lan can đèo. Hàng năm, bà Cúc lấy ngày phát hiện thi thể đứa bé làm ngày giỗ, thắp hương cầu nguyện. Bà Cúc kể, từ ngày phát hiện hài nhi bị bỏ, hình ảnh đứa bé đỏ hỏn cứ ám ảnh và theo vào giấc ngủ chập chờn của bà. Dù nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực, nhưng kể từ ngày đó, bà Cúc luôn có cảm giác bị thôi thúc phải dậy thật sớm. Song song việc chạy xe đến quán nước, bà còn phải quan sát, dò kỹ hai bên đường để tìm xem còn có hài nhi nào bị bỏ không. Cứ thế, cho đến nay, bà Cúc đã đứng ra chôn cất, xây đắp và thờ cúng đến 6 ngôi mộ hài nhi trải dọc lưng chừng đèo. Cách địa điểm buôn bán của bà Cúc chừng 15 mét, quán nước của bà Đoàn Thị Cam, 54 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, cũng được dựng lên để làm kế mưu sinh trong 25 năm qua. Và cũng từng ấy thời gian, bà Cam bắt gặp đến hàng chục thai nhi bị vứt bỏ đều đã chết. Trước sự vô tâm của người cha, người mẹ nào đó nhẫn tâm tước đi quyền sống của con mình, bà đều vội vàng đưa gạch và xi măng lên xây lại thành các ngôi mộ cho khỏi bị mất dấu. Không chỉ bà Cúc, bà Cam, việc chôn cất những đứa trẻ xấu số năm này qua năm khác đều được những người bán nước quanh đèo như bà Nguyễn Thị Nhâm, 45 tuổi, Lê Thanh Nhàn, 53 tuổi, chị Nguyễn Thị Thịnh, 31 tuổi, hay những tiều phu như bà Nguyễn Thị Ninh, 55 tuổi, anh Lê Văn Hinh, 37 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chung tay hành động. Dù không đếm xuể, nhưng theo bà Cam ước tính, có khoảng hơn 50 ngôi mộ như vậy mọc ở lưng chừng đèo, đang được nhiều người quán xuyến. Theo bà Ninh, người phụ nữ có tới gần 30 năm kiếm sống bằng nghề lấy củi trên đèo Hải Vân. Đa số những đứa trẻ này đều bị bỏ rơi khi bóng tối buông xuống. Sau một đêm nằm dưới sương khuya lạnh buốt, đói khát, khóc khàn cổ, phần lớn chúng sẽ chết trước khi được phát hiện. Để linh hồn các hài nhi được siêu thoát, người dân địa phương cứ vào những ngày rằm, đầu tháng hoặc lễ Tết, họ lại lui tới cúng bái cầu nguyện. Cả người đi đường cũng vậy, trước khi lên đèo đều có thói quen dừng lại mua thêm vài bó hương mang theo thắp, nhằm cầu cho các sinh linh vô tội được yên lòng nghỉ ngơi nơi núi non lạnh lẽo. Bà Ninh ngậm ngùi,
Nếu chúng tôi không làm như vậy, lỡ may có cháu nào bị bỏ rơi, nằm ngoài sương gió thời gian dài thì tội lắm. Đặc biệt hơn, như lời bà Ninh, bà Cam, bà Cúc v.v. xác nhận, các bé tuy còn nhỏ nhưng thiên lắm. Có nhiều cháu còn tự dẫn đường cho các cô, các chú tìm tới thi thể mình nữa. Bà Cúc dẫn chứng, từ ngày làm công việc này, tôi được rất nhiều bé báo mộng. Như cái mộ chôn mới nhất vào tháng 4 2015. Đêm hôm trước tôi nằm mơ, có người mẹ mang bụng bầu rất to đứng khóc giữa trời mưa. Linh cảm lạ, qua ngày mới được 3 tiếng, tôi đã thức dậy gọi chồng đưa giúp mình lên đèo. Trên đường đi, quả thật tôi phát hiện một hài nhi đã chết, nhưng sờ vẫn còn ấm lắm. Hóa ra cháu mới bị vứt bỏ rồi báo mộng nhờ tôi giúp. Nếu đợi đến giờ tôi đi làm bình thường, chắc thân thể cháu đã bị kiến côn trùng bu đầy. Tiếp lời bà Cúc, bà Cam kể thêm, cũng có đêm bà nằm mơ thấy một bà cụ từng làm nghề đi củi ở trên đèo nhưng đã chết được mấy năm, hiện về bảo rằng có một thằng bé đang nằm đợi con. Qua hôm sau, bà Cam tìm thấy một túi ni lông đựng một đứa bé vừa tượng hình để bên đường. Nhớ lời cụ già báo mộng, vợ chồng bà Cam sau khi chôn cất còn ghi thêm trên bia mộ hai chữ bé trai. Ngoài ra còn bé báo mộng đứng khóc lóc bảo, đừng dẫm vào cháu. Hóa ra thi thể cháu bé lúc phát hiện còn kẹt dưới một phiến đá, có thể do người vứt bỏ sợ thú hoang tha đi mất mà chèn vật nặng lên trên. Đặc biệt trong số những thai nhi được mang về mai táng, có những bé còn thở. Do đó bà Cam hay ai từng gặp phải trường hợp này đều mang các bé lau rửa, ủ ấm bằng sự tận tâm và lòng yêu thương trong vài phút trước khi đứa trẻ chết hẳn mới mang chôn. Nhiều người nhận định các sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi phần lớn được sinh ra từ những mối tình nông nổi của các cô gái đang ở tuổi tới trường. Những sinh viên học sinh ấy vì chót có thai quá ngày, không thể tới các cơ sở y tế phá bỏ nên họ đành chờ ngày sinh nở. Để không phải chịu tiếng xấu, sinh con xong, các em liền đem một phần máu mủ của mình lên đèo Hải Vân vứt bỏ. Một số khác bỏ những thai nhi mới tượng hình, có thể lúc đưa đi phá mang về lại không biết để đâu hay chôn cất thế nào, cứ thế chở lên đèo Hải Vân ném bừa. May mắn các cháu được an ủi từ những người bảo gan như các bà, các chú, các chị mưu sinh trên đèo.